quá anh em và các bạn, mình combo 5 foil lên cham la 2 ring nha. Combo giá rẻ nên anh em chỉ báo sơ sơ, mình không đo chi tiết nha anh em. Con này thì cao 12 ha, hành bằng chai keo Mỹ tiếng. Con này thì nó to hơn chai keo Mỹ tiếng, nó cao 20 nha, tầm 20. Đó. Mấy cái này anh em chơi mini là hết ý luôn nha. Cốt rất là già nha. Cốt này lực lắm. Này quái nè. Này là hai cái rễ ha, còn này là hai ba cây thân cốt nha anh em. Combo rất là duyên luôn. Giao lưu quá anh em và các bạn một foil lên sam là 2 nha. Foil này là foil rễ nha anh em. Chiều cao của nó là 40 ha. Hành ngang chỗ đây là 7,5 nha anh em. Đây. Đây là một phôi rễ, hiếm có cái rễ nào mà có được cái dáng nguyên nhân và nó già như thế này lắm ha. Chiều cao 40, hành ngang cổ là 7,5 nha anh em. Lắc nha. Lắc nhẹ ha. Rồi. Giao lưu quá anh em và các bạn, mình phôi lên sam la 2 ring nha, phôi dáng đố nha anh em. Con này có cái chiều cao từ đây xuống đầu rễ này là 26, từ đây đô xuống cái ngọn này là 28, cái hành ngang chỗ đây là 13 nha. Có hai cái chốt đây ha. Con này dáng đố tự nhiên nha anh em, mặt bụng nó có một cái vết vết trai da nha, nhưng đã xử lý bôi keo là không ảnh hưởng tới sự sống của phôi nha anh em. Rễ nó già hết rồi nha anh em. Đó. Phôi này thì trên núi nó nằm nó đổ y chang vậy luôn nha anh em. Đó, trên núi nó đổ y chang, nằm trên vạch núi nó đổ y chang vậy ha. Rất là đẹp cây nha. Chuẩn răng đổ luôn. Anh em chơi cây phôi này không sưu tầm thì sưu tầm phôi nào nữa anh em. Giao lưu anh em và các bạn một phôi lên sam la 2 nha. Phôi này hành gốc 17, chiều cao nó là 25 ha. Rồi có cái dáng cong hồi đầu rất là đẹp ha. Hàng chuẩn đế luôn. Đế nở nha. Đó, đế nở xòe rất là đẹp ha. Rồi. Đây, nằm cong hồi đầu nha. Giao lưu anh em và các bạn combo 2 rễ lên sam là 2 nha. Rễ này thì cao 50. Rồi. Giao lưu anh em và các bạn một cái rễ lên sam là 2 nha. Rễ này chiều cao là 19. Cái hành ngang eo này là 7 ha. Rễ vái phong cách nha. Rễ rất là già nha. Rễ già. Rồi. Giao lưu anh em và các bạn một cái rễ lên sam là 2 nha. Rễ này chiều cao là 19. Cái hành ngang eo này là 7 ha. Rễ vái phong cách nha. Anh em và các bạn một phôi lên sam la 2 nha. Phôi này có chiều cao là 19. Để đường kính chân đế từ đây qua đây là 26 ha. Hành ngang chỗ đây là 15 nha.
hồi quái nha anh em. Rồi. Giao lưu anh em và các bạn mình một phôi lên sam la 2 nha. Phôi này chiều cao 33. Đó, anh em đo ngang eo chỗ đây đại diện là 10,5 ha. Giao lưu anh em và các bạn mình một phôi lên sam la 2 mini ha. Phôi này cao 20. Anh em đo ngang chỗ này là 10 nha. Rồi. Giao lưu với anh em và các bạn mình một cái rễ lên sam la 2 nha. Phôi này có cái dáng thế đồ treo nha anh em. Chiều dài phôi là 46 ha. Hàng ngang chỗ đây là 10 nha. Từ mình nhìn từ dàn chân xuống này ha. Còn lắc rất là ok nha. Xoay. Rồi. Con này anh em mình có thể mình chơi trục bay vẫn ok nha. Đó, trục bay thì nó có dáng như thế này nha. Đó. Chân đế rồi rất là ok hết nha. Giao lưu với anh em và các bạn mình một phôi lên sam la 2 nha. Phôi này chiều cao 50. Hành ngang chỗ cái tay nắm là 8 ha. Phôi một phôi văn nhân nha anh em. Em chiên các loại dòng phôi rừng ha. Giao lưu với các bạn và anh em mình một phôi lên sam la 2 nha. Phôi này chiều cao 50. Hành em đo ngang chỗ cái eo à. Đây là 10 nha anh em. Phôi này trong rìu vái rất là đẹp ha. Đó. Anh em mình muốn tìm hiểu thêm về dòng lên sam la 2 thì anh em vui lòng vào kênh mình ha. Kênh mình có rất nhiều video mình chia sẻ từ ở vườn cho tới ở rừng luôn ha. Có cá mạch hoa đầy đủ hết lá và hoa ha. Anh em mình xem mà ngâm cứu ha. Rồi. Giao lưu với anh em và các bạn mình một phôi lên sam la 2 nha. Con này hành gốc 25, chiều cao của nó là 90 nha. Phôi dáng trật một cốt rất là ok luôn. Giao lưu với anh em mình một combo 6 phôi lên sam la 2 nha. Đó. Combo này nó có cái hành lần được là cây bên này là 17 này, 13 này, 16 này, 18 này, 24 này, 18 này ha. Cây cao nhất kia là 96, cây thấp nhất bên phải ngồi cùng là 73 nha. Mấy cái kia là em không có đo chiều cao nha anh em. Đó, combo dáng trật này là rất là ok ha. Vừa anh em mình xếp thành một cái cụm rừng ngũ phúc ha. Xếp thành một cái rừng ngũ phúc ha. Năm thân. Đó, hoặc là mình kiếm một cây nữa làm bày thân ha. Phôi thanh luộc như thế này rất là ok nha. Đẹp, hàng già hết nha anh em. Hàng khai thác, hàng rừng thì già hết ha. Em mình chơi hàng rừng thì biết rồi đó. Rồi,
giao lưu quá anh em và các bạn mình một phôi lên sam la 2 nha. Con này hành 22, chiều cao của nó là 66 nha. 22 em đo ngang chỗ eo này nha. Con này là có một cái chân bộ chân đế quái nha anh em. Đó. Xoay. Chân đế quái nha. Hành nó 22 cao 66 nha. Rồi. Giao lưu anh em mình một phôi sơn liễu đột đỏ nha, hành gốc 14, chiều cao của nó là 59 nha. Giao lưu anh em và các bạn mình một phôi sơn liễu đột đỏ ha. Phôi này hành gốc nó là 9, chiều cao nó là 1m14 nha. Một cốt trực lắc nha anh em. Phần đế nha. Rồi. Giao lưu anh em mình một phôi sơn liễu đột đỏ nha. Hành gốc nó là 19, cao 1m07 nha anh em. Rồi. Giao lưu anh em và các bạn phôi sơn liễu đột đỏ ha, hành gốc 18, cao 95. Phôi trực mẫu tử. Một cốt. Em chiên phôi rừng thần cốt ha anh em, ít khi mà bán cây tàn rin ha. Giao lưu anh em phôi sơn liễu đột đỏ nha, hành gốc 10, cao 1m17 nha anh em. Trực mẫu tứ ha. Có lát đẹp nha. Giao lưu anh em mình phôi chồi mồi trâu lá nhỏ nha. Con này hành 25, chiều cao là 85 ha. Dòng chồi mồi trâu lá nhỏ này cực dễ sống nha, dễ như mèn lan ở nha anh em. Trái nó rất là bền ha, từ khi ra bông đầu trái đến khi chín rụng là tầm 4-5 tháng nha anh em. Dòng lá nhỏ thì chơi bonsai rất là đẹp ha. Chồi mồi trâu lá dài thì nó có lá nhỏ, lá lớn, lá trung ha, lá đại nữa nha. Dòng lá đại thì lá to như lá mít á. Dòng to như la mít này là lâu lâu ra trái nha anh em. Rồi.